Vâng, tiếp tục trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân Valentine, em Hoàng An sẽ làm một video tổng quan về một chiếc xe mới nhất vừa cập bến siêu thị ô tô Bình Dương. Mới nhất. Đây là một chiếc xe. Đây. Chiếc Vios 2009. Sản xuất 2019, bản E số sàn. Đây là một chiếc xe có 102. Sơn zin 99%. Không có chiếc thứ hai và độ mới. Chất Vios 2009. Ô đô đúng 55.000 km. Quá mới luôn. Không có đối thủ về chiếc xe này. Cực kỳ mới. Đây em quay một vòng với anh chị cùng coi. Chiếc Vios 2019. Đây là phần sau của chiếc xe. Phần sau chiếc xe Vios này thì chủ xe đã độ thêm cảm biến xe. Xe cực kỳ mới. Đó. Đây là chiếc Vios 2019 bản E số sàn. Ô tô 55.000 km, siêu mới. Zin đẹp luôn. Việt Nam không có chiếc thứ hai. Một mẫu xe quốc dân mà quý khách sử dụng 10 năm rồi mà mới chạy có 55.000. Bao chuẩn đồng hồ luôn. À, vỏ thì đã thay rồi. Vỏ đã thay một lần rồi. 2011, Tết 2011. Đây bánh bấm. Quá mới luôn. Sơn zin 99%. Nội thất của chiếc xe. Em quay để mọi người, anh chị và các bạn theo dõi. Xe có đã bọc lấy da màu kem rất mới luôn, sạch sẽ. Đó, đây là trần với gọn nguyên ni lông rất là sạch, chủ xe đi rất đẹp, giữ gìn. Đây là vô lăng của chiếc xe này, anh chị các bạn cùng theo dõi. Đây những vô lăng của chiếc xe, một chiếc xe chạy nhiều hay ít chỉ cần nhìn vào vô lăng và cùng cần số là ta đã biết xe đó chạy nhiều hay ít rồi. Đây, một chiếc xe chạy 5 vạn, quá mới luôn. Hai khóe vô lăng là rất đẹp, chưa có dấu hiệu bóng. Đây là cục cần số này, quá mới luôn. Xe nó có màn hình giải trí. Đó. Đây, ô đô của nó đây, 55.000 km anh chị theo dõi nhé. Bên em bao ô đô này, ô đô này size này em tặng xe luôn, quá đẹp. Tắp lô đó, mới. Xe cam kết là không kinh doanh dịch vụ. Không kinh doanh dịch vụ. Quá mới luôn. Đây là ghế sau. Quá sạch sẽ luôn. Đó. Rất sạch sẽ, xe vừa về em chưa có dọn, bên em chưa có động chạm gì và xe này không phải dọn gì luôn. Bởi vì quá mới, không đối thủ luôn. Siêu mới. Chưa đến 300 triệu là anh chị đã sở hữu chiếc xe Vios 2019 rồi. Chiếc xe vô địch về đối thủ bởi vì quá đẹp. 2009. Chạy 15 rồi mới có 55.000 km anh chị ạ. Đây em sẽ cho anh chị coi hộp bánh đằng sau. Bên em cam kết keo chỉ là zin. Đây, hình những cái ốc. Đó, ốc ốc zin, keo chỉ này. Keo chỉ này. Keo chỉ là bao zin luôn, không có xe chưa có va quẹt đâm đụng lần nào. Bao zin xe thì chất. Đó, keo chỉ zin luôn. Hai chị cùng theo dõi. Xe cực đẹp luôn. Đẹp luôn. Đây là bánh sơ cua. Bánh sơ cua rất là mới. Chưa lăn bánh luôn. Đó. Rồi em sẽ đây, phần quang động cơ chiếc xe. Anh chị cùng theo dõi. Đây
đây, còn được cơm. Đây là máy, ốc chân máy chưa tháo mở. Đó. Rất mới luôn, chưa có dấu hiệu tháo mở. Keo chỉ zin, ốc cabo zin luôn. Máy này cực kỳ mới, nó có 5 vạn. Quá mới luôn. Bên em là bao test hãng thợ thầy. Đâm đụng thủy tinh là hoàn tiền 100%, không bán xe lỗi. Chiếc xe này bên em hiện tại đang chào bán với giá là 295 triệu cho chiếc Prius 209. Không đối thủ, đi đúng 55.000 km. Xe này thì hiện tại không hỗ trợ banh được, nhưng mà với tầm tiền 295 triệu để sở hữu nó, quá đẹp luôn. Giá trên của thương lượng khi anh chị đến trực tiếp coi xe. Anh chị có thể gọi điện cho em theo số điện thoại 0943444550 để được tư vấn thương lượng thêm về giá. Hoặc là truy cập vào website siêu thị ô tô Bình Dương.com, fanpage siêu thị ô tô Bình Dương, kênh YouTube An ô tô cũ Bình Dương. Rất mong là anh chị ghé kênh YouTube của em để đăng ký, để theo dõi những mẫu xe mới nhất về bên siêu thị ô tô Bình Dương. Em sẽ cập nhật liên tục hàng ngày để anh chị và các bạn cùng theo dõi. Quá đẹp không? Vâng, anh chị, nhà em còn rất nhiều các mẫu xe khác, và có những mẫu xe nào em sẽ cập nhật. Anh chị cần tư vấn về bất kỳ một dòng xe, có thể nhắn tin cho em để em sẽ quay video chi tiết cho anh chị theo dõi. Rồi, cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại.